Chuyện kể rằng sâu trong thiên đình, có một thiên cơ nghi, cai quản vạn vật dưới trần gian. Nếu ai cả gan chống lại, thì sẽ bị coi như là yêu quái. Hòn đá của nữ oa vá trời bị rơi xuống trần gian, sinh ra một người khổng lồ. Nó không chịu sự cai quản của thiên cơ nghi, nên bị thiên đình coi là quỷ vương. Nó bị các vị thần đánh bại, nhốt ở hoa quả sơn, trở thành một con khỉ. Sống ở hoa quả sơn, nó luôn làm tròn bổn phận, nhưng thiên đình vẫn không bỏ qua cho nó. Nó không chỉ phá hủy hoa quả sơn mà còn tiêu diệt toàn bộ sinh vật ở đây. Sau đó nó mất tích và được Bồ Đề Tổ sư tìm thấy, biến lại thành người. Nhưng nó vẫn không vừa lòng với thiên mệnh của thiên cơ nghi, vẫn kiên trì muốn đánh bại cái gọi là vận mệnh. 300 năm trôi qua, thiên cơ nghi vẫn như mọi khi, không hề phát hiện ra dấu vết của khỉ đá. Lúc này đang diễn ra cuộc tổng tuyển cử ngàn năm mới có một lần, thiên cơ thục là nơi chọn ra người kế vị. Các tiên nữ đang ở sau bếp chuẩn bị thức ăn cho mọi người, A Tử bên này đang ngồi ngoài ngắm cảnh. Nhưng dường như cô nhìn thấy có bóng người, đuổi theo thì thấy người này đang ăn trộm đào tiên, rồi biến mất. Rất nhanh, các tiên nữ đã mang đồ ăn ra đại sảnh. Cự linh thần ngang ngược muốn ăn trước, nhưng lúc này tiên nữ phát hiện trong hộp thức ăn chỉ còn lại hạt đào. Cự linh thần khăng khăng là cô tiên nữ này đã ăn vụng, không chỉ đánh cô một bạt tai mà còn lấy gậy ra trừng phạt cô. Lúc này, Quyển Liêm xuất hiện chặn cây gậy lại. Nhưng cự linh thần không quan tâm đến Quyển Liêm, còn đánh cả ông ta. Lúc này, A Tử nghe tin chạy đến, không giữ thể diện cho cự linh thần mà còn đá bay cả ông. Cự linh thần bị mất mặt trước mọi người, liền phái thuộc hạ đánh bay A Tử và Quyển Liêm. Khi đám thuộc hạ định tấn công A Tử, thì Ngộ Không xuất hiện như anh hùng cứu mỹ nhân, bay đến đánh cự linh thần choáng váng. A Tử thấy Ngộ Không nổi loạn, cảm thấy người này rất kỳ lạ. Mặc dù ăn mặc vừa rách nát vừa bẩn, nhưng lại rất đẹp trai, căn bản không khoa học chút nào. Ngộ Không bị thanh la của cự linh thần làm cho đau não, liền lắc đầu một cái đã chảy ra một đống giấy tai. Nhưng hóa ra đó chính là vũ khí của Ngộ Không, gậy Như Ý. Trận náo loạn này truyền đến tai của Thượng Thánh Thiên Tôn, liền phái Thiên Bồng đi điều tra. Ở bên này, Ngộ Không chỉ trong vài phút đã giải quyết xong trận chiến. Đột nhiên, Thiên Bồng cầm đao xuất hiện trước mặt anh. Gậy dài chống lại đao ngắn, Ngộ Không vẫn không quên trong lúc đánh nhau cướp viên đá ở thắt lưng Thiên Bồng. Thiên Lôi nào chịu được sự nhục nhã này, anh ta tức giận, dùng phi tiêu tạo thành vòng tròn vây quanh Ngộ Không. Ngộ Không không cam lòng biến gậy Như Ý thành cỡ khổng lồ, càn quét mọi thứ xung quanh. Khi nhìn thấy A Tử sắp bị đánh, Dương Tiễn xuất hiện, dùng một ngón tay chống lại gậy Như Ý khổng lồ của Ngộ Không. Cơ thể này, cơ bắp này, đối thủ đáng ngờm. Ngộ Không cũng bị anh đấm cho một phát, suýt tí nữa thì liệt nửa người. Việc Ngộ Không đại náo và hành vi không tuân theo quy tắc của Dương Tiễn đã bị Thiên Tôn nhốt vào trong ngục. Ngộ Không biết rõ thân thế của Dương Tiễn, còn cười nhạo Dương Tiễn. Khi Dương Tiễn đang định ra tay, thì Thiên Tôn đi đến, cho thả Dương Tiễn ra. Rồi lấy lý do Ngộ Không là bảo vật để đeo chiếc vòng kim cô lên đầu Ngộ Không. Nhưng vài giây sau, Ngộ Không biết được sự thật, chỉ cần niệm câu thần chú sẽ vô cùng đau đớn, thậm chí là ngất đi. Thật ra A Tử là con gái của Thiên Tôn, không nỡ để Ngộ Không chịu đau. Cô lấy lý do trừng phạt Ngộ Không thay mẹ rồi lấy vòng kim cô xuống. Thật ra, từ trận đánh hôm trước ở đại sảnh, A Tử đã có thiện cảm với Ngộ Không. Không chỉ thay bộ quần áo mới cho anh mà còn mắng yêu anh. Nếu không có người đến ngăn cản thì e là đã sinh ra khỉ con rồi. Lúc này, Quyển Liêm xuất hiện, sau khi bị A Tử mắng cho một trận, liền bỏ đi. Thật ra Dương Tiễn luôn thích thầm A Tử, bởi vì xấu hổ vì thân phận vô nhân vô thần của mình. Anh đành chôn vùi tình cảm này sâu trong đáy lòng. Nhìn thấy thực lực của Ngộ Không phi thường, Thiên Tôn phá lệ cho anh ở lại đây. Nhân lúc tham quan thiên cơ, Ngộ Không đã lén lấy lệnh bài thông hành có thể mở thiên cơ đi. Để xác minh suy đoán của mình, Thiên Tôn đã cố tình mở cảnh bi thương ở Hoa Quả Sơn lên trước mặt mọi người. Cảnh tượng đau lòng đã khơi dậy sự tức giận của Ngộ Không, Thiên Tôn đã nhìn thấy tất cả trong mắt anh. Lúc đang định ra tay, A Tử đã tỏ ra không hài lòng với cái gọi là thiên mệnh này. Sau khi biết được thân phận của mẹ con bọn họ, Ngộ Không tức giận vội lấy lại khăn quàng cổ mà anh đã tặng cho cô. Còn Thiên Tôn thì dặn dò Thiên Bồng, đừng làm kinh động đến thiên đình, tìm cơ hội để giết anh ta, lấy tim đá về. Ngày hôm đó, Ngộ Không tìm cơ hội, một mình cầm lệnh bài, chuẩn bị đi tiêu diệt thiên cơ nghi. Ai ngờ vừa mở cửa ra thì đã đụng mặt với Dương Tiễn. Tất nhiên Dương Tiễn sẽ không thả anh đi, lấy vũ khí ra, đánh nhau với Ngộ Không. Trong lúc khó phân thắng bại, Thiên Bồng đột nhiên xuất hiện, liền trở thành một chọi hai. Bên này, A Tử đang đi tìm Ngộ Không thì bị con chó trời đưa đến thiên cơ. Cô và Quyển Liên nhanh chóng chạy đến, đúng lúc nhìn thấy Ngộ Không bị Dương Tiễn và Thiên Bồng khống chế. Lúc này, cây cầu kết giới ở đây vì trận hỗn chiến này mà lung lay sắp sập. A Tử mặc kệ, vẫn nhất quyết không chạy đi. Một lúc sau, cây cầu kết giới vì không chịu nổi bắt đầu sụp xuống. Mọi người ở trên bị rơi xuống hồ kết giới giữa trần gian và thiên giới. Sức mạnh quá lớn khiến mọi người dần mất đi pháp lực. Cứ như vậy mọi người bị rơi đến Hoa Quả Sơn. Dương Tiễn nói với mọi người, Ngộ Không chính là quỷ vương chuyển thế từ 300 năm trước. Chính là trái tim đá của anh đã ngăn lại sự bão táp của kết giới, bảo vệ mọi người và đưa mọi người đến Hoa Quả Sơn. Dương Tiễn, Thiên Lôi và Ngộ Không vì không thể dùng pháp khí đành phải đấu bằng tay không. Cuối cùng từng người một đều phải cắn răng chịu đau. Trận đánh này đã thu hút người dân ở Hoa Quả Sơn, họ coi bọn họ là yêu quái. Khi hai bên sắp đánh nhau, thì bầu trời xuất hiện hiện tượng kỳ lạ, hóa ra là một đám mây yêu quái. Người dân đều sợ hãi bỏ chạy, ai chạy chậm thì sẽ bị yêu quái bắt. Vì để cứu một đứa trẻ mà Thiên Bồng suýt nữa đã bị yêu quái hút đi, rất may Ngộ Không đã kịp thời ra tay kéo anh ta lại. Sau đó Dương Tiễn cũng giúp sức. Nguy hiểm ngay trước mắt, Quyển Liêm đã lấy mũi tên đá do mình phát minh ra, có lẽ là có thể dùng được. A Tử xông lên bắn một mũi tên vào yêu quái, mọi người lúc này mới được cứu.
Thấy yêu quái đã rút lui, bọn họ liền được người dân coi là thần tiên, có thể cứu sống được dân làng. A Tử cũng quyết định ở lại, giúp dân làng trừ yêu, để nơi đây tái sinh lại. Mọi người dùng những tấm vải đầy màu sắc, mô phỏng thành hoàng hôn sáng chói. Quả nhiên, yêu quái lại kéo đến, gió nổi lên dữ dội. Sau đó, mọi người dùng cung tên đá khổng lồ do Quyển Liêm chế tạo, nhắm mũi tên lên yêu quái trên trời. Dưới sự đồng tâm hiệp lực của mọi người, yêu quái đã bị đóng băng, Hoa Quả Sơn đã đón một trận mưa lớn mà lâu nay chưa có. A Tử và Ngộ Không trải qua thời gian bên nhau, mối quan hệ của hai người đã có những thay đổi. Khi mọi người đang đắm chìm trong vẻ đẹp tuyết rơi trên Hoa Quả Sơn, thì ra Thiên Tôn đã phái thiên binh đến, tuyết rơi xuống lập tức biến thành mũi dao sắc bén. Người dân trong làng đều bị giết chết để bảo vệ một đứa trẻ mà Quyển Liêm đã lựa chọn hy sinh bản thân. Ngộ Không vô cùng đau đớn, liền nhốt những người khác trong phòng, rồi tự mình đối mặt với đám thiên binh đó. Vì không có pháp lực nên toàn thân anh đều bị thương. A Tử dùng hết sức lực xông ra ngoài, nhìn thấy Ngộ Không gục trên đất, cô khóc lóc thảm thiết. Lúc này Thiên Tôn xuất hiện nói với bọn họ, từ ngày họ rơi xuống trần gian thì những người này đã được xác định là sẽ chết ở đây. Thiên Tôn cố ý để bọn họ trải qua những việc này chính là muốn bọn họ biết không ai có thể thay đổi được thiên mệnh cả. Những lời này khiến tất cả mọi người đều vô cùng căm hận. Dựa vào pháp lực vô cùng mạnh của mình, Thiên Tôn đưa họ trở về thiên đình. Ngộ Không bị nhốt trong tầng thấp nhất của ngục trời, bị nhận hình phạt nghiêm khắc nhưng vẫn không chịu chết. A Tử biết được điều này liền chạy đến đó, để Ngộ Không không tiếp tục bị giày vò ở đây nữa. Cô đã dối lòng mình, nói ra những lời nói khó nghe, với ý định cắt đứt tình cảm của anh. Quả nhiên, Ngộ Không nhìn thấy người mà anh yêu thật lòng đều bỏ rơi mình. Anh đã không còn dũng khí để tiếp tục nữa. Cuối cùng hóa thành tro bụi, biến mất trước mặt A Tử. Chỉ để lại chiếc khăn quàng cổ và trái tim đá. A Tử đau khổ tuyệt vọng, đem chiếc khăn đó vứt xuống cầu kết giới, bay đến Hoa Quả Sơn. Hứa sẽ giúp anh hoàn thành chuyện mà anh chưa kịp hoàn thành. Bên này, trái tim đá đã rơi vào tay của Thiên Tôn. Hóa ra, Dương Tiễn bảo A Tử đi tiễn Ngộ Không chính là để lấy trái tim đá đi. Thiên Tôn rất hài lòng với biểu hiện của Dương Tiễn, dùng thần lực của mình giúp Dương Tiễn mở thiên nhãn. Bồ Đề Tổ Sư đã nhặt được chiếc khăn quàng cổ đó, hỏi Ngộ Không đang ở nơi hư vô, liệu có cần báo thù hay không. Ngộ Không quỳ gối, bây giờ anh đã không còn trái tim đá, cũng không còn Hoa Quả Sơn nữa. Có lẽ đúng như Thiên Tôn nói, tất cả đều được thiên mệnh định sẵn, bản thân anh đã thua rồi. Bồ Đề Tổ Sư nói với anh, không còn trái tim đá thì sức mạnh của anh mới thật sự được đánh thức. Lúc này anh mới thật sự có sức mạnh để chống lại vận mệnh. Ngộ Không dùng hết sức lực lấy lại gậy Như Ý, anh cũng hóa thành một con khỉ chính hiệu. Đám mây quỷ kia cũng trở thành cân đầu vân dưới chân Ngộ Không. Ngộ Không lại một lần nữa quay lại thiên đình, anh ta muốn đánh bại cái gọi là vận mệnh. Cho đến ngày hôm nay, không có gì là không thể giải quyết cả. Ngộ Không với một cơ thể tràn đầy sức mạnh đã đánh bại tất cả thiên binh, tất cả căm hận đều được giải tỏa ở đây. Thiên Bồng lúc này cũng chạy đến tham gia vào đội chiến của Ngộ Không. Bên này, A Tử cũng nhìn ra âm mưu của mẹ mình. Tất cả chỉ là muốn cướp lại trái tim đá, lợi dụng nó để tăng sức mạnh kéo dài quyền lực. Giết hại biết bao nhiêu người, nói đó là vận mệnh, thực ra chỉ là muốn giữ mạng của chính mình mà thôi. A Tử muốn dừng vòng xoay của Thiên Cơ Nghi lại, để tỏ ra bất mãn trước hành động của mẹ. Nhưng Thiên Tôn vì quyền lực mà định giết cả con gái của mình. A Tử không phải là đối thủ của Thiên Tôn, bị bà ném ra một cách tàn bạo. Lúc này, Ngộ Không kịp thời đến đỡ cô ấy, Thiên Bồng lập tức cùng đánh nhau với Thiên Tôn. A Tử không hề sợ hình dạng hiện tại của Ngộ Không, ngược lại còn cổ vũ anh, muốn làm gì thì cứ làm. Cuối cùng, A Tử mỉm cười rồi ra đi trong vòng tay của Ngộ Không. Ngày tháng hạnh phúc khi trước hiện lên trong đầu, nhưng không thể quay lại được nữa, cuối cùng A Tử đã biến mất. Ngộ Không nhặt kim cô, biến nó thành một vòng sức mạnh bao quanh gậy Như Ý. Còn Thiên Bồng không phải đối thủ của Thiên Tôn, cuối cùng cũng phải nhận cái chết. Ngộ Không bỏ đau thương xuống, quyết một trận sống chết với Thiên Tôn. Thiên Tôn rất rõ sức mạnh của Ngộ Không, dùng pháp lực để xây bức tường kiên cố, nhưng dần dần cũng bị Ngộ Không phá vỡ. Thiên Tôn đành phải dựa vào sức mạnh của trái tim đá, dùng nó để tấn công anh. Lúc này, Dương Tiễn đã mở được thiên nhãn ngăn hai bọn họ lại. Thiên Tôn tỏ ra đắc ý, Dương Tiễn lúc này đã có sức mạnh vô cùng lớn. Ngộ Không vốn không thể đấu lại được, nhưng Ngộ Không không dễ gì từ bỏ mà vẫn chiến đấu với Dương Tiễn. Hai người đấm vào ngực nhau. Đúng vào lúc này, Dương Tiễn cảm nhận được sự tồn tại của A Tử trong tim Ngộ Không. Tình cảm của anh dành cho A Tử bắt đầu được đánh thức, anh hiểu ra mình chỉ là quân cờ của Thiên Tôn. Anh đóng thiên nhãn lại, hồi phục lại thành một Dương Tiễn có tình có nghĩa. Thiên Tôn thấy Dương Tiễn đã không còn tác dụng, liền hóa thân thành người đá khổng lồ. Ngộ Không lại lấy gậy Như Ý ra, hợp sức với Dương Tiễn, phá vỡ người khổng lồ. Thành công đánh bại được Thiên Tôn, cuối cùng Thiên Cơ Nghi cũng bị phân lìa. Nhưng Ngộ Không và Dương Tiễn, một người là quỷ một người là thần. Lần sau họ gặp lại, có lẽ sẽ là một trận chiến ác liệt. Bộ phim kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.